Tiểu sử ông Vương Đình Huệ, hé lộ xuất thân và gia thế bất ngờ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957 tại Nghệ An. Ông là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957, quê quán tại xã Làng Chài Xuân Lộc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cha của ông tên là Vương Đình Sâm, từng là một công an, sau đó về làm cho bưu xính xã Nghi Xuân. Còn mẹ của ông là bà Võ Thị Cầm, sinh năm 1922, từng làm đội trưởng đội bốc xếp Hồng Lam, rồi làm trong Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghi Xuân. Cha mẹ của ông sinh ra được 8 người con, bao gồm 5 trai và 3 gái. Người con trai thứ hai tên là Vương Đình Ngọc, đã hy sinh năm 1973. Cha của ông bị thương nặng ở tay do trúng bom đạn của quân đội Hoa Kỳ và sau đó qua đời vì lâm bệnh nặng. Mẹ của ông phải một mình vất vả nuôi 8 người con khôn lớn, cuộc sống hết sức cơ cực. Theo lời của người bạn học, ông Vương Đình Huệ tên là Vương Đình Hải, thì ông Huệ từ thiếu thời đã giỏi chơi cờ tướng và đã thắng tất cả các đối thủ ở trong huyện Nghi Lộc. Ông Vương Đình Huệ có vợ là bà Nguyễn Vân Chi, sinh năm 1966, quê quán ở Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bà Chi từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Praha tại Cộng hòa Cơ Đốc, chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương. Hiện nay là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tỉnh Nghệ An. Nguyên là Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế thuộc Tổng cục Thuế Bộ Tài chính. Ông Vương Đình Huệ hiện nay đang cư trú tại số 72 phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Năm 1974, ông Vương Đình Huệ học lớp 10C, trường cấp 3 Nghi Lộc 1 thuộc tỉnh Nghệ An. Từ tháng 9 năm 1979 đến năm 1985, ông học trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính, Ủy viên Thường vụ Đoàn trường. Từ năm 1985 đến năm 1986, ông là học viên khoa châu Âu, lớp tiếng Tiệp thuộc trường Đại học Ngoại ngữ, nay là trường Đại học Hà Nội. Từ năm 1986 đến năm 1990, ông là nghiên cứu sinh phó tiến sĩ tại trường Đại học Kinh tế Bratislava thuộc Cộng hòa Slovakia. Từ năm 1990, ông bắt đầu bảo vệ luận án phó tiến sĩ ngành kinh tế học về chủ đề kế toán trong nông nghiệp với tựa đề Methodology Kế Tách. Ông có học hàm giáo sư. Từ năm 1992 đến năm 1992, ông là giảng viên tại khoa kế toán thuộc trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính, là đảng ủy viên đảng bộ trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Từ ngày 10 tháng 10 năm 1992 đến tháng 5 năm 1993, ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Phó trưởng khoa kế toán thuộc trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 2 năm 1999 là quyền trưởng khoa, rồi trưởng khoa kế toán thuộc trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Từ tháng 3 năm 1999 đến tháng 6 năm 2001, ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Trường Học viện Tài chính. Ngày 9 tháng 3 năm 1984, ông được gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có bằng cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 7
năm 2001 đến tháng 7 năm 2006. Ông giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy Khối Bộ Kinh tế Trung ương. Ngày 25 tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 27 tháng 6 năm 2006, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Vương Đình Huệ cho Quốc hội bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2006, ông được Quốc hội khóa 11 bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2011, Quốc hội khóa 13 miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ. Ngày 3 tháng 8 năm 2011, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông Vương Đình Huệ được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngày 23 tháng 5 năm 2013, sau 3 năm giữ chức vụ này, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ. Từ ngày 28 tháng 12 năm 2012 đến ngày 11 tháng 4 năm 2016, ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ngày 9 tháng 6 năm 2016, ông được Quốc hội khóa 13 bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28 tháng 7 năm 2016, ông được Quốc hội khóa 14 bầu lại làm Phó Thủ tướng Chính phủ ở nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, ông Vương Đình Huệ được phân công làm Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ông giữ chức vụ trưởng ban này cho đến lúc ban này giải thể vào tháng 10 năm 2018. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực cho đến thuộc khối kinh tế tổng hợp, bao gồm kế hoạch tài chính, giá cả, tiền tệ ngân hàng, thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 2 năm 2020, ông Vương Đình Huệ là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Ông Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2019. Tháng 2 năm 2020, ông là Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về Cơ chế Một cửa ASEAN. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố quyết định số 1818/QĐ-TVK của Bộ Chính trị về việc điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay thế ông Hoàng Trung Hải. Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ, sau khi ông Vương Đình Huệ được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày 21 tháng 2 năm 2020, ông là Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, ông tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2021, ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với hơn 98% phiếu tán thành.
Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, ông Vương Đình Huệ đã phát biểu nói đây là vô cùng vinh dự, vô cùng to lớn và trách nhiệm rất nặng nề. Ông cam kết cố gắng hết sức mình vì mục tiêu tối thượng, phụng sự lợi ích của quốc gia và dân tộc. Ông sau đó cũng chủ trì Quốc hội trong việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong quá trình công tác Đảng và Nhà nước, ông Vương Đình Huệ nhận được nhiều khen thưởng của Đảng và Nhà nước như hai huân chương lao động hạng nhất, huân chương lao động hạng nhì, huân chương lao động hạng ba, huy chương vì sự nghiệp kinh tế của Đảng, huy chương vì sự nghiệp tài chính, huy chương vì sự nghiệp công đoàn, huy chương vì sự nghiệp thế hệ trẻ và nhiều huân huy chương khác.